anh gọi tôi ra đây có việc gì thì nói luôn đi. Thành Bi, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng như rất đỗi xinh tươi, rất thoáng bên bờ môi trái tim mộng đỏ. Hát xong chưa? Anh hát xong rồi. Tất cả những gì anh muốn nói với em chỉ cần gói gọn trong vòng 3 chữ thôi. Anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Anh bị khùng à? Anh nằm mơ à? Anh nhìn lại anh xem, từ đầu đến chân. Ôi sao, anh chỉ là một thằng làm hài nhảm trên YouTube thôi. Cát xê của anh một tháng có bằng người ta hát một bài không? Thanh, ừ, cứ cho anh là một thằng nghèo về tiền bạc đi, nhưng mà anh giàu về niềm tin cơ mà. Anh tự tin là anh có thể làm cho em sung sướng được. Anh tự tin đến thế á? Tự tin. Tự tin thật á? Thật. Được rồi, lần này tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tốt, thế nào? Trong vòng 5 phút, anh làm sao cho tôi nói được ra chữ em yêu anh, tôi sẽ đồng ý làm người yêu anh. Ok. Thế thì quá là em đánh đố anh à. Thà em bảo anh 5 phút anh phụt 5 phát có phải hơn không? Vậy anh bảo anh tự tin lắm cơ mà. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà em bảo anh làm cho em nói câu gì nhỉ? Em yêu anh. Xong, chưa đầy 10 giây. Ok chưa? Thắng chưa? Chịu thua chưa? Vâng ạ. Chúng mày đâu? Ra đây. Đố khó thế mà nó cũng làm được. Đương nhiên rồi, sang tiền. Sang tiền, mỗi ông lít. Xong nhá. Tán được Thanh Bi là chuyện bình thường mà. Đấy. Rồi, tiếp. Chơi thêm không? Ông nào đối? Chơi thêm không? Tán Vinh Cu đê. Gấp đôi nè. Gấp đôi. Gấp đôi. Gấp đôi. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã tới gallery của họa sĩ Minh Tít. Hôm nay mọi người đã bớt chút thời gian tới đây rồi thì tôi cũng rất mong muốn nhận được những lời góp ý chân thành nhất từ mọi người về những bức tranh và ảnh của tôi. Mọi người cứ xem đây từ đầu đi ạ. Đây, từ đằng kia ạ. Xin mời. Cứ tự nhiên nhá. Đây, mời chị ạ. Bức tranh rất là đẹp. Con chào cô ạ. Dạ. Cái trường phái tranh và ảnh của con ấy, con thấy là thu hút được rất nhiều giới trẻ. Chứ con cũng không nghĩ là có thể thu hút được một khán giả lớn tuổi như cụ đâu. Dạ vâng, con cảm ơn cụ ạ. Tay chứ. Tao ở dưới tầng dưới đấy này. Nghe là ở trên này nó âm ĩ tao bò lên. Hoa ra là trời tranh, trời ảnh. Dạ vâng ạ. Con xin lỗi vì con đã làm phiền cụ. Thế nhưng mà cụ đã mất công lên tới đây rồi ấy, thì cụ có thể là xem tranh và ảnh của con, rồi cụ cho con một vài lời góp ý được không ạ? Cụ cứ góp ý chân thành đi, thật nhất đi, cụ không phải ngại đâu. Chúng mày là cái loại chơi tranh ảnh phồn thực nhá. Chơi tranh ảnh hở hang, coi như là nhố nhăng nhá. Chúng mày là cái loại mà coi như là nhiễm trùng nền nghệ thuật nước nhà. Chúng mày biết chơi tranh chơi ảnh đâu. Chúng mày chỉ ăn mặc hở hang, chúng mày chụp, chúng mày treo lên với cái loại phồn thực. Loại chúng mày là loại quánh bùn đổ vào nghệ thuật. Đồ bắt được cẩm là hoa. Cứ việc mình làm thôi, xem tiếp. Chứ mà mọi người cứ tự nhiên nhá. Vậy bất điện thế này. Bất điện à? Đang xem tranh không nào? Em ơi, xem lo anh yếu, tao ăn công an đi. Được chưa lên? Đây rồi. Mọi người cứ xem tiếp nhá. Không có vấn đề gì đâu. Uầy, để cụ không thích tranh của con đồng ý. Thế nhưng mà đấy, tại sao cụ lại phá buổi triển lãm lên của con là thế nào? Anh nói được là ai phá cho ngoài. Tại sao cụ lại động vào công tắc điện của con? Công tắc điện à? Đây, công tắc điện của chúng mày, ai động vào làm gì trẻ con của chúng mày? Không phải công tắc đấy. Thế công tắc nào? Chúng mày là cái loại chơi tranh phồn thực nhá. Chúng mày ăn mặc ở hang, chúng mày chụp với chúng mày để lên, chúng mày chơi gì nghệ thuật cái loại hàng nhiễm trùng lên nghệ thuật nước nhà, chúng mày họa sĩ cái gì chúng mày